Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo báo Người Lao Động, trong bối cảnh giá vàng nhẫn đang tăng nóng, thì nhiều thương hiệu vàng lớn lại bỏ hết loại vàng này. Trưa ngày 1 tháng 3, chị Ngọc, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ghé vào cửa hàng PNC trên đường Hai Bà Trưng, quận 3, phải mua nhẫn trơn loại 1 chỉ. Nhân viên ở đây cho biết vàng nhẫn trơn 24K loại 1 chỉ đã hết, chỉ còn loại 0,5 phân. Theo lời nhân viên này, vàng nhẫn 24K loại 1 chỉ hết hàng từ sau ngày thần tài đến nay. Chị Ngọc nhờ nhân viên kiểm tra hệ thống của PNC ở thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ còn một chi nhánh có loại vàng này. Còn tại tiệm vàng My Hồng, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, khá đông khách vào mua bán vàng, nhiều khách đến tìm mua nhẫn vàng tròn trơn loại 1 chỉ, nhưng nhân viên cho biết sản phẩm đã hết từ nhiều ngày qua và không biết khi nào có hàng. Không mua được vàng nhẫn tròn trơn, nhiều khách hàng chuyển sang mua các trang sức khác như lắc tay, dây chuyền, nhẫn kiểu. Giải mã việc vàng nhẫn không ngừng tăng giá và sẽ tăng tiếp thì có nhiều ý kiến khác nhau. Vàng trang sức đang tăng giá nhưng vẫn rẻ hơn so với vàng miếng nên tôi mua để dành. Vàng nhẫn tròn trơn có chi phí gia công rẻ nhất, khi có nhu cầu bán lại ít lỗ nên tôi chọn mua sản phẩm này. Tuy nhiên, nhiều tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đã không còn chiếc nhẫn tròn trơn nào, hoặc nếu còn thì số lượng rất ít. Bà Minh Hoàng, ngụ quận Phú Nhuận cho biết. Chị Thu Huyền, tiệm vàng Minh Phước, quận 5 cho biết khách đến mua vàng nhẫn tròn trơn tăng gần 20%. Theo chị, thông thường sau ngày thần tài, mùng 10 tháng Giêng, khách đến sắm vàng sẽ thưa thớt hơn. Thế nhưng năm nay thì ngược lại, trong ngày thần tài khá vắng khách, nhưng sau đó khách đến tăng từng ngày. Theo diễn biến thị trường, một tuần trở lại đây, giá vàng trong nước bất ngờ dậy sóng, đặc biệt vàng nhẫn 24K tăng tốc hơn cả vàng miếng SJC. Tính đến cuối ngày 1 tháng 3, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết mua vào 64,4 triệu đồng trên một lượng, bán ra 65,6 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng so với hôm trước. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá vàng nhẫn trơn 24K lên tới 65,73 triệu đồng trên một lượng mua vào, 66,83 triệu đồng trên một lượng bán ra. Các tiệm vàng ở thành phố Hồ Chí Minh vài ngày trước còn niêm yết nhẫn trơn 24K quanh mốc 63 triệu đồng trên một lượng, thì nay đồng loạt đẩy lên mức 64 triệu đồng trên một lượng mua vào và 64,3 triệu đồng trên một lượng bán ra. Tính từ ngày thần tài 19 tháng 2 đến nay, giá vàng nhẫn 24K đã tăng từ 2 đến 3 triệu đồng. Vàng nhẫn, vàng trang sức tính ra giá cao nhất chỉ 65 triệu đồng trên một lượng, rẻ hơn gần 15 triệu đồng so với vàng miếng. Và đặc biệt, vàng nhẫn đang tăng giá nhanh nên nhiều người tranh thủ mua gom. Có ngày, tiệm chúng tôi không đủ vàng nhẫn để bán cho khách, chị Huyền cho hay. Chủ một tiệm vàng nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận đã hết vàng nhẫn nhiều ngày qua, tiệm cũng không có đủ nguyên liệu vàng để chế tác vàng nhẫn. Ngay phía thần tài vừa qua, tiệm bán cho khách mỗi người tối đa một nhẫn loại một chỉ đã ép vỉ. Từ trước đến nay, chưa bao giờ có tình trạng này, không mua được nguyên liệu nên không thể làm vàng nhẫn để bán ra. Điều này nằm ngoài kiểm soát nên giờ đành chịu, người này nói. Trong vai một người có nhu cầu mua vàng nhẫn, phóng viên liên hệ tới chi nhánh của tập đoàn Doji trên đường 3 tháng 2, quận 10. Nhân viên ở đây cho biết chỉ còn vài chỉ lẻ loại 1 chỉ, 2 chỉ, nếu khách mua số lượng nhiều thì không có. Các doanh nghiệp cho rằng chính tình trạng thiếu nguồn cung vàng nguyên liệu để chế tác nữ trang đã khiến giá các loại vàng trong nước, bao gồm cả vàng nhẫn 24K, nới rộng khoảng cách với giá vàng thế giới. Ông Huỳnh Trung Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cho biết, khoảng chục năm qua, kể từ khi thực hiện Nghị định 24/2012 về quản lý thị trường vàng, doanh nghiệp không được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu. Doanh nghiệp chỉ có thể mua vàng trên thị trường để sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ. Vàng nhẫn không ngừng tăng vì khan hiếm nguồn cung là điều sẽ được làm sáng tỏ. Việc mua vàng trôi nổi trên thị trường lại không đảm bảo yêu cầu về hóa đơn, bản kê hàng hóa dịch vụ và rủi ro có thể mua phải vàng lậu. Việc cơ quan quản lý siết các vụ buôn lậu vàng gần đây khiến nhiều doanh nghiệp trong nước không dám mua vàng trôi nổi trên thị trường, càng làm cho nguồn cung vàng nguyên liệu thêm hạn chế, ông Khánh nói. Trong khi đó, giám đốc một công ty vàng ở quận 5 lại khẳng định không có tình trạng khan hiếm vàng nhẫn trơn. Nếu thương hiệu này không còn thì các thương hiệu khác còn, giá vàng nhẫn tăng không phải vì khan hiếm, giám đốc này nói. Lý giải vì sao vàng nhẫn 24K không độc quyền, có rất nhiều đơn vị tham gia sản xuất kinh doanh mà giá lại tăng tốc, chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích. Giá vàng nhẫn tăng mạnh và duy trì ở mức cao trong thời gian qua, nhất là từ sau ngày thần tài đến nay, chủ yếu do nhu cầu mua vàng nhẫn của thị trường vẫn duy trì ở mức cao. Phần còn lại là do tăng theo giá vàng thế giới. Thực tế, giá vàng thế giới hiện khoảng 2.046 đô la Mỹ trên một ounce, nếu quy đổi theo tỷ giá ngân hàng khoảng 61,2 triệu đồng trên một lượng.
còn tính theo tỷ giá tự do sẽ lên tới 62,8 đến 63 triệu đồng trên một lượng. Giá vàng nhẫn của các thương hiệu như SJC, P&G, Doji đang cao hơn giá thế giới khoảng 3 triệu đồng trên một lượng, nhưng nếu so với giá vàng nhẫn ở các tiệm vàng thì chỉ chênh từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là mức chênh lệch hợp lý chứ không phải do khan vàng nhẫn, ông Phương nêu quan điểm. Cũng liên quan đến vàng, cuối ngày 1 tháng 3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 77,8 triệu đồng trên một lượng, bán ra 79,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng so với hôm trước. Nếu tính từ sau ngày thần tài tới nay, giá vàng SJC không giảm mà liên tục duy trì ở mức cao, thậm chí tăng thêm khoảng 2 triệu đồng trên một lượng. Một trong những lý do giải thích cho tình trạng thiếu vàng nhẫn là thiếu vàng nguyên liệu, có thể do người ta ưu tiên làm vàng miếng nhiều hơn. Chính sách nhập khẩu vàng đang không được thông thoáng, cởi mở, vì nhập khẩu vàng về nhiều sẽ ảnh hưởng đến cán cân ngoại tệ, cũng không loại trừ đầu nầu lớn tạo cung cầu ảo để tạo sự khan hiếm vàng, đẩy giá tăng. Đây là những nguyên nhân chính dẫn đến việc khan hiếm vàng trong những ngày qua. Tuy nhiên, tôi cho rằng chỉ là sự khan hiếm cục bộ, ngắn hạn và thị trường sẽ sớm trở lại bình thường. Khi trao đổi với phóng viên về việc người dân đổ xô mua gom vàng, ông Trương Hiền Phương, giám đốc cấp cao công ty chứng khoán KIS Việt Nam cho rằng, ngoài trừ sau Tết đến mùa cưới, vía thần tài, khách mua vàng tăng thì vẫn còn nhiều nguyên nhân khác. Đó là nhu cầu phát sinh đột ngột do lo lắng về những bất ổn chính trị trên thế giới. Trước tình hình đó, vàng là nơi trú ẩn tốt nhất, an toàn nhất. Những người có tiền thường lựa chọn mua vàng để dự phòng, để đầu cơ đón đầu. Theo ông Phương, việc mua vàng để làm của để dành là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng không nên đổ xô mua vàng mất kiểm soát và chạy theo bầy đàn. Lãi đậm khi mua vàng nhẫn ngày vía thần tài, quyết định chắc góp và đúng đắn nhất vẫn phải là mua vàng. Khi thị trường vẫn có những biến động khó lường, thì Ngân hàng Nhà nước cũng đã có những động thái thiết thực nhằm quản lý, điều tiết thị trường vàng. Ngân hàng Nhà nước đã gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giải pháp quản lý thị trường vàng. Theo báo Người Lao Động, cụ thể liên quan đến giải pháp bình ổn thị trường vàng theo yêu cầu của Thủ tướng, dự đoán Ngân hàng Nhà nước sẽ có tờ trình đề xuất và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước làm đầu mối, phối hợp với các bộ ngành chức năng có liên quan tiếp tục triển khai các giải pháp theo quy định tại Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý thị trường vàng. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng phối hợp với Bộ Công an thực hiện thanh tra, kiểm tra, đánh giá thị trường vàng, đặc biệt là thị trường vàng miếng, thống nhất với Bộ Công an các giải pháp quản lý thị trường vàng trong quý 1 năm 2024 và sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Nghị định 24 để trình Chính phủ trong thời gian tới. Đến 14 giờ ngày 1 tháng 3, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 77,9 triệu đồng trên một lượng, bán ra 79,8 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên một lượng so với hôm qua. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại cũng tăng tiếp lên 64,4 triệu đồng trên một lượng mua vào, 65,6 triệu đồng trên một lượng bán ra, tăng thêm 300.000 đồng trên một lượng. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng miếng SJC đã tăng khoảng 3,8 triệu đồng trên một lượng, dương 4,7%, và giá vàng nhẫn tăng 2,7 triệu đồng trên một lượng, dương 4,1%. Đáng chú ý, biên độ chênh lệch giá vàng trong nước với thế giới tiếp tục duy trì ở mức cao. Hiện giá vàng thế giới đang ở mức 2.046 đô la Mỹ trên một ao, tương đương 61,3 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn vàng nhẫn trên 4 triệu đồng trên một lượng và thấp hơn vàng SJC trên 18 triệu đồng trên một lượng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.